Lần hai bắt đầu, thời gian chỉ thi 3 phút thôi. Số lượng hạ không quá 3 chim và tôi 20 ở lần này trọng tài có trách nhiệm ghi chép điểm cộng trừ vào lỗi và cú hồng tôi sẽ cho hạ. 4-5 trận liền. Vẫn tiêu chí hai chủ chim cùng điểm trừ như nhau đủ tiêu chí hạ. Chúng tôi sẽ cho đá bên tiên. Cô thị nắng này không là lợi kết phân chấm. Chết đấy. Vào các bạn nắng. Chết này là ai thương rồi. 7-9 trận liền bóng liền. Chín tư bóng nghiệp. 5-9 trận nghiệp. Đấy, con 19 chạy phát vào tận chung kết luôn. 70 trận nghiệp. Còn hạ nhầm. Hai mốt đặt mặt. Tiếp tục 94 một nghiệp bóng lơ. 86 trận nghiệp. 94 trận nghiệp lần 2. Đặc biệt lưu ý, chú chim đặt mặt là chú chim 21. Chim 21 đặt mặt là nửa lỗ cánh rỉa rồi. Đặt mặt lần nữa là ghép một lỗ cánh rỉa. Chim 86 chậm lần 2. Chim 21 số mình. Chim 21 là đặt mặt cộng với giúp mình ra. Chim 24 đẩy ý chim, còn không ở ngoài đâu. Bắt chậm hay bắt chú? Chim 71 chú mình. Chú ơi, chú đi ô tô này à? Chú ơi, con dùng chim về mấy nhé? 70 bao nhiêu? Dài lại cho hơn 118 trận nhiệt. Rất có thể phải bên thi ra. Tôi quan sát của mấy chú nhiệt. 59 chú mình, 120 đặt mặt. 59 trận nhiệt lần 2. Báo nào giúp mình đây? 25 là mới 1 đàn bạc của mình đúng không? Chim 27 dừng đúng. 86 trận 3, như vậy 86 là chủ chim đang như điểm trừ. 120 trận 86 đang dẫn đầu điểm trừ đang. Anh em bắt chặt cho tôi. Có một nhưng mà cứ lết về đấy là lết vào chung kết. 2-3 chủ chim. Không chịu nhảy nhảy không đùa nó đâu. Nhảy nhảy đâu. Nhảy kinh khủng gần bẩn nhất ở đấy rồi. Nó vẫn ra giọng nữa đấy. Không đâu. 7-8-9-10. 3 chủ chim phải dùng một chơi. Nó mới ra giọng. Nó vẫn ra giọng này. Nhảy nhảy ra giọng. 9-4 tiếp tục bóng nhịp. 9-3. Trước mắt có một lỗi. 9-4-6. Phá lỗi hả? 5-9 trận nhịp. 5-5 trận nhịp. 19 á. 59 của lần 3. Thời gian vừa hết giờ. Ta còn 2. Một số còn 31 này. Một tuần.